vào ngày 20 tháng 11, cán bộ nhân viên của nhà trường, phòng giáo dục, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Xin mời tất cả quý vị. Chú ơi, ở đây đặc biệt nhất là bác. Đấy, chú. Tập hòa với nhau và cháu nha. Cháu là các tập gì? Cho chị. Thầy chính là những vì sao thắp sáng, là đèn đường soi rạng lối em đi. Còn cô là người mẹ hiền phú quý mà trời dành để dạy dỗ chúng em. Mỗi năm chỉ có một lần 20/11 ngày dành thầy cô. Học trò bao điểm nét tô, khăn tơ áo lụa kéo vô chúc mừng. Trời thu đẹp, nắng tưng bừng, đứa thì hoa huệ, đứa thì phúc sinh. Tung tăng biểu lộ ân tình, bao ngày mệt nhọc, thầy cô dỗ dành. Bây giờ vài phút mỏng manh, chúng em họp lại kính cô, kính thầy. Ngày vui nhà giáo sum vầy, mong thầy cô khỏe, trồng người tiếp theo. Của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật có một ngày nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui hạnh phúc, xin chúc mừng. Từ đó đến nay, ngày 20 tháng 11 trở thành ngày hội lớn của toàn dân tôn vinh các thầy giáo, cô giáo, nghề dạy học cao quý. Vì vậy khi đến tháng 11 về thì tất cả thế hệ học sinh lại hướng về các thầy cô giáo với tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc nhất và nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm 1982, ngày 20 tháng 11 năm 2020. Và thực hiện kế hoạch năm học và được sự đồng ý của đảng ủy, phòng giáo dục, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk long trọng tổ chức ngày 20 tháng 11 để về dự. Với chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi rất là vinh dự khi được chào đón có sự hiện diện của thầy Trung Quốc Toản, bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Về dự với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự khi được chào đón thầy Võ Văn Minh, phó bí thư đảng ủy, trưởng phòng đào tạo cũng về dự ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay còn có sự hiện diện của tất cả các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của nhà trường và đặc biệt là tất cả các bạn học sinh sinh viên của nhà trường cũng như về dự với chương trình ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời tất cả quý thầy cô giáo cùng với tất cả các bạn học sinh sinh viên, chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam ngày hôm nay. Và mở đầu chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng đến với những giai điệu hòa tấu đến từ ban nhạc. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Vâng, xin thưa các bạn, nay mình xin review cái lớp thông cấp của trung cấp thanh nhạc K20. Và bọn cháu đang làm đồ ăn về Tây Bắc. Tây Bắc. Và những cái món ăn ví dụ như là đây là toàn là đặc sản của Tây Bắc không? Cái này là món tan dịch tồn và tiếng của mình đó là món cá nướng Úc. Vâng. Còn này là canh con. Canh đắng. Cá đắng với mồm. Đây là món đặc biệt nhất là cá nướng ống tre. Gà nướng ống tre. Dạ. Mời cháu có thể mời chú ly rượu. Uống rượu Tây Bắc hay rượu gì? Táo mèo Tây Bắc. À, cháu rót cho chú một tí nữa, hai bên chú cộng. Tôi chờ chú hùng quá rồi. Nó mệt nó run chứ phải là rồi. Bây giờ là bên K20 và nhà hàng K20. Trung cấp thanh nhạc bây giờ là mời chú một ly rượu với nhà hàng K20 hai cháu nữa. Uống rượu này có say không? Dạ say chứ rượu gì mà chẳng say. À để tôi thơm mùi rượu các bạn ơi. Đúng rồi, rượu Tây Bắc phải không? Táo mèo. À rồi xin mời các bạn. À bà cái món này là món gì? Món này là trâu gấp bếp. Trâu gấp bếp ở từ Tây Bắc đem vào. Thực đơn ba bánh tọp canh phôn gà nướng ống tre. Mời chú một miếng vào. Cấm cái nước chấm này bởi vì cái này là hạng mắc hèn đặc trưng của. Bây giờ bác mời các cháu nha. Đây là các cháu trường nhà hàng K20. Vâng, xin chào con nha, chúc con sức khỏe. Hello.
chào các cháu nha. Này quay đăng lên đâu rồi chú? Em gì chú? Chú là Thanh Long Vlog. À Thanh Long Vlog à. Ở Đắk Lắk luôn rồi chú. Đúng rồi chú. Không hay là mình về gì? Mình gói du lịch đời sống. À. Hello. Cho chú hỏi đây là sắc tộc của cái dân tộc nào? Dân tộc Mông. Mình có gì đó. Đó, đi đâu để đi cho cô. Cháu chú review nha. Gì hả cháu? Gà nướng bắc kén ạ. Gà nướng bắc kén. Bắc kén là cái tiếng của cái địa phương nào hả? Tây Bắc. Mà bắc kén là của Tây Bắc. Bắc kén là một cái món ăn gì đó phải không? Đây là cái gia vị Đông. Đây là món xôi ngũ sắc. Nó rất hai bốn năm màu. Trong này là có đậu phộng. Bên đây là chè. Vâng, chè coi nước. Bên đây là gà. Gà mắc kén. Gà mắc kén. Gà nướng mắc kén là cái râu của nó gọi là râu mắc kén hay là sao? Lớp trung cấp âm nhạc K18. Đây là cháu là đầu bếp, bếp trưởng phải không? Dạ, con bếp trưởng bà này. À, bếp trưởng. Cháu ở đâu? Dạ, con ở Trung Nam. Cháu cũng học bên âm nhạc này luôn, nghệ thuật luôn. À, bây giờ đây là tất cả những cái món này là của trường, của một cái tổ mình bỏ tiền ra hay là sao? À, trong cái trường văn hóa nghệ thuật của cháu, tổ của cháu là bao nhiêu người? À, hai chục. Bên thanh âm nhạc gì? Dạ, con học bên chuyên ngành thanh nhạc. Chuyên ngành thanh nhạc. Dạ, đúng rồi. À, rồi, cảm ơn con nha. Chúc con sức khỏe nha. Dạ. À, đây là... Chúc mời chú đến với gian hàng của Hạnh Phúc. Lá mì vàng, lá mì xào đu đủ. Xin mời giới thiệu lá mì xào đu đủ. Cô đang ăn uống bia thôi. Cơm ăn. Rồi, cô đang ăn uống bia thôi. Theo... Chú con đi. Cháu là đại diện bên đây gì? Mời đây nè, mời đây nè. Là món gì cháu? Hả? Lá mì. À, lá mì hoa đu đủ. Lá mì xào hoa đu đủ. Xin mời các bạn lá mì xào đu đủ. Đây là dân tộc nướng cơm Nam. Mì xào hoa đu đủ và trường ẩm thực Brai. À, những món này đây là đậu phộng. Đây là cái gì cháu? Đây là muối lá é. Muối lá é. Đây là nước mắm. Ở bên kia. Đây là muối giả. Đây là muối chanh. À, muối chanh. Tập kim. À, cơm Lam là nấu từ gia đây đem lên hay là nấu ở đây? Vâng, thưa các bạn. Cái ống đây là ống gì mà nó mỏng vỏ vậy? Con nướng thì con đi còn che ra là cái gì con một xíu à rồi. Rồi chắc con xin mời cô Trâm đến với mình. Mời các bạn một tí nha các bạn. Cơm làm ống tre hết rồi à. Trăm phần trăm đi. Đây là bên muốn ăn ấm thực của một vùng miền nào con? Miền Nam. Vâng, xin chào cháu. Món ẩm thực miền Nam gì? Lộc thóng Nam Bộ, tiếng đòi yêu thương, nâng bước tiên thần. Và xin chú xin chào các cháu. Chú review trong cái món ăn miền Nam một tí cho con. Giới thiệu món này đi. Đây là chả. À, món này chả. Heo xay á. Làm bằng từ thịt heo xay ạ.
thì thịt heo xay mình nặng xong rồi mình hấp, mình nướng hấp xong rồi mình đem đi nướng. À, hấp xong rồi mình nướng. Yeah. Đây là sắc màu Việt Nam có ngũ vị là rất rất nhiều 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 màu. Và cháu là từ những cái thực phẩm này là trong đó mang vô đây hay là ở mua tại đây? Mua tại đây luôn. Vâng. Cái này là món, đây là món gì? Kiếm đò yêu thương. Vâng vâng vâng. Chú cảm ơn các con. Đây là tất cả những cái gia vị mà để làm một lùi lẩu. Gọi là lẩu gì? Lẩu hải sản. Vâng. Đây là tất cả các nghệ nhân mà đã sản xuất ra những món ăn truyền thống của miền Nam. Vâng. Chừng nào cháu đi là review cho chú sẽ cho bà cháu bà vé máy bay và lên xe. Yeah, bye bye. Vâng, xin chào các cháu. Hội thi ẩm thực mừng ngày 20 tháng 11. Lớp trung cấp nghệ thuật. Ở Huế phải không? À, cháu biết cái bài của Hàn Bạc Tử mà. Đây không phải giả đó. Cháu đọc cái bài đó đi. Thôi cái đó cho qua đi. Cái cho qua, cái đây là những cái món gì của Huế để vào đây cháu. Chè nhãn lồng hạt sen. À, chè. Đây, thưa các bạn, đây là chè nhãn lồng hạt sen đặc biệt của Huế. Cơm hến xào. Và trong này có cơm chưa hay là có chỉ có hến thôi? Hến xào. À, hến xào chấm. Và đây là món cơm hấp lá sen. À, cơm hấp lá sen các bạn ơi. Tất cả trong này là có cả hạt sen, có cả... Với gì nữa? Hạt sen, cà rốt, tôm và xào. Gọi là tôm hấp lá sen. Đúng không? Tôm hấp lá sen, vâng. Đây là chè bánh súp hạt sen phải không? Và đây là chè Huế phải không? Còn cái này là có chèo thuyền bỏ vô trong búp sen ở dưới ấy không? Dưới sông không? À vâng, chú đã review xong. Xin cảm ơn các cháu đã từ Huế vào đây. Vâng, xin thân chào các cháu nha. Rồi. Mời MC Đinh Thế Cường về sân khấu ạ. Ơn thầy, thầy là người đưa đò, em là nữ khách, học trò sang sông, mai kia xoay bắc trở đông, lòng em vẫn nhớ về ông lái đò. Vâng, đây là những cái bức thư pháp của chữ của Đinh Thế Cường, là chuyên gia thư pháp các bạn. Vâng, kính thưa tất cả quý thầy cô giáo cũng như tất cả các bạn học sinh sinh viên. Ngay bây giờ đây thì chương trình buổi lễ chào mừng ngày 20 tháng 11 đến trường đại giáo Việt Nam cũng đã tới. Thì xin mời tất cả các bạn học sinh, tất cả quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi để chương trình ngày hôm nay sẽ bắt đầu ngay sau ít phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Cháu đại diện cho một cái món ăn của Thái phải không? Vâng, cho chú review tí nha. Vâng, xin thưa các bạn, đây là lớp trang trung cấp mỹ thuật Tây Bắc giao mùa tri ân thầy cô dân tộc Thái và đã đem những món ăn truyền thống của người đồng bào Thái để về. Dạ, đây là món heo bản thập làm chuối, được làm từ thịt heo là nguyên liệu chính, còn bỏ thêm tiêu rừng nữa, đó là đặc biệt. Còn đây là món cá chép nướng. Tại sao lại gọi nó là món cá chép nướng? Nó được tượng trưng cho sự bền chí và thiêng liêng cao quý. Còn đây là món nộm tai heo gồm có đu đủ và cà rốt. Đu đủ đã thể hiện sự ấm no đầy đủ. Món này con? Món này tương đương với món này. À, và hai món giống nhau. Đây là những món ăn dân
bình thường trong gia đình những có lễ lọc gì đó là mình làm. Hình như cá này là khô hay sao con? Hay là cá tươi? À, cá tươi con vâng. Đại diện bắt tay con, chúc con sức khỏe nha. Trang trí rất đẹp. Ngày tri ân của thầy cô. Vâng. Chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi để chương trình ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Và một lần nữa ban tổ chức xin được thông báo cho tất cả các gian hàng, chúng ta sẽ tạm dừng hoạt động để chúng ta sẽ bước vào buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Chào các cháu Liên Chi Đoàn Quản lý Văn Hóa. Đây là bọn con là Liên Chi Đoàn Quản lý Văn Hóa cùng với Hội Họa. À, bên Hội Họa, bên Văn Hóa Nghệ Thuật. Ở Đắk Lắk hay ở đâu? Còn ở Đắk Lắk luôn phải không? Và cho giới thiệu những cái món ăn mà tên là cháu là dân tộc gì? Dân tộc ED. Bản sắc dân tộc ED, núi rừng hùng vĩ Tây Nguyên của tiếng ca Y Môn còn rung động núi rừng Tây Nguyên. Còn hệ gì với Y Môn không? Không, chúng cháu cũng dân tộc thôi ạ. Dân tộc thôi ạ. Cháu có học gì về được của Y Môn để lại không? Cháu thì có học những bài hát của nghệ sĩ Imon. Nhắc đến văn hóa người đồng bào dân tộc ED thì không thể không nhắc đến về ẩm thực người ED đúng không ạ? Và có thể nói là ẩm thực người ED đặc trưng nhất là ba hương vị, đó là vị cay, vị chua và vị đắng. Sự kết hợp hoàn hảo của ba hương vị này sẽ tạo nên một vị ngọt cổ học truyền thống, đó là một vị ngọt tự nhiên của những vùng đại ngàn. Và có thể nói về ba món ăn chính của chúng con hôm nay thi để tri ân thầy cô, đó là món ăn. Một lần nữa ban tổ chức xin được thông báo cho tất cả quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên. Chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi. Chúng ta tạm dừng hoạt động gian hàng của chúng ta một xíu để chúng ta sẽ bước vào buổi lễ ngày hôm nay trên bàn trang trọng hơn. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả các lớp ạ. Đặc trưng người đồng bào Tây Nguyên. Canh đây là canh môn đối với bách bò. Bách bò là cái gì? Bách bò là lòng của con bò ạ. Tất cả đây là cái cá khô thì ai cũng biết rồi. Cá khô treo ở bếp. Con nướng lại là để đem đến cái này có thể ăn vào mùa đông. Là những bữa cơm bình thường của một người dân tộc ED là ăn những cái món ăn như thế này. Vâng, đây đúng ạ. Cơm đây gọi là cơm gì? Vâng, có thể đây là cơm trắng thôi, nhưng mà gạo này là gạo của Tây Nguyên ạ. Gạo là của người dân tộc ED tự nấu luôn. Nấu gạo gọi là gạo lúa trên đồi đó phải không? Đúng, đúng rồi. Đây nè cô. Em mời cô thử thức ạ. Vâng. Thôi xin chào cháu đại diện cho người dân người đồng bào ED của chúng ta. Con xin thân chào con nha. Xin thân chào. Chào một lần nữa ban tổ chức xin được nhắc lại cho tất cả các lớp chúng ta cùng dừng những hoạt động ẩm thực lại để chúng ta sẽ di chuyển về khu vực trung tâm sân khấu để chúng ta sẽ cùng chào đón buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả các bạn học sinh, sinh viên. Các thầy, con có cái cô tí nữa tặng mỗi thầy cô một khoa. Cho chú review tí được không? Lớp cao đẳng thanh nhạc K19. Vâng, đây là xin thưa các bạn lớp cao đẳng văn hóa nghệ thuật lớp 19 K19 kính chúc thầy cô ngày 20 tháng 11 ngập tràn niềm vui hạnh phúc, chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Vâng, thân chào các cháu, chúc các cháu ngày nhà giáo quý trọng thầy cô. Và chú xin review cái ngày này là tại sao có những món ăn như thế này. Ngày nhà giáo Việt Nam và có một tổ chức một cái chương trình đó là giao lưu về ẩm thực của các miền Bắc Trung Nam tại miền Tây. Cái lớp thanh nhạc K19 muốn đưa cho tất cả mọi người thầy cô với thầy cô thưởng thức ẩm thực đến từ miền Tây để là Bắc Trung Nam. Cái bộ đồ này là đại diện cho người miền Tây. Vâng, con giới thiệu đây là cái món gì của người miền Tây? Xin giới thiệu với chú, đây là món cá lóc của người miền Tây rất là đặc sắc luôn. Bởi vì tất cả riêng người miền Tây là họ có một nét đẹp cực
sống, đó là khi mà bất cứ một người bạn xa phương xa tới thì họ luôn luôn có những cái nét đặc sắc nhất, đó là họ giới thiệu về cái mảnh đất miền Tây là chỉ có là cá lóc, nói câu là bắt con cá lóc nướng chui, rượu mâm rượu để đại bản thân đấy, với một câu nói đó thôi cảm thấy rất là đầm ấm con người của miền Tây. Món thứ hai là con muốn giới thiệu với chú là người miền Tây có một món đặc biệt, đó là món kho quẹt đấy. Món kho quẹt thì thành phần của nó có những thành phần chính đó là bắp mỡ, rồi nước mắm, đường và một số ít ớt cay bột đấy. Khi mà chúng ta bắt lên nấu, chúng ta sẽ nấu cho nó khô một tí, sệt sệt một xíu và chấm với tất cả ví dụ như các cái món là rau quả mà nó không có tốt mỡ tốt mỡ vâng à. Đây là cháu nói lại cái con cá lóc này đi, lúc nãy cháu nói cái câu ca dao gì đó. Con cá lóc cũng nói là với tất cả đến với các người miền Tây ấy, thì có câu nói là bắt con cá lóc nướng chui đúng không ạ? Những người tiếp bạn mọi chuẩn bị mọi người 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 chuẩn dân tộc Tây Bắc ở vùng Tây Bắc. Các cháu nói gì với cái bộ đồ này đi? Con cảm thấy rất là vui khi mà mình được đại diện lớp để mặc những bộ đồ Tây Bắc để nói lên được vẻ đẹp của cả dân tộc Nguyên trong đất nước mình. Con cảm ơn. Và còn một lời nói nữa là xin chúc các cô thầy các miền trên đất nước có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn xinh đẹp và tươi như hoa và bên gia đình của mình. Rồi chúc mừng nha, chúc mừng nha. Tất cả các bạn học sinh sinh viên. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các cô giáo. Xin được cảm ơn các bạn học sinh sinh viên. Kính mời tất cả các thầy cô giáo còn lại, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu
để chúng ta sẽ đón nhận những đóa hoa tươi thắm đến từ tất cả các bạn học sinh sinh viên. Dạ, một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin được cảm ơn hai thầy, cảm ơn tất cả các bạn học sinh sinh viên rất nhiều. Và một lần nữa, Thúy Tùng cũng xin được thay lời cho tất cả các cựu học sinh, cựu sinh viên cũng như tất cả các sinh viên toàn trường. Xin được chúc cho tất cả quý thầy cô giáo, quý cán bộ nhân viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật có một ngày nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Xin chúc mừng. Và kính thưa tất cả quý thầy cô giáo, các bạn học sinh sinh viên thân mến, ngày hôm nay thì tất cả các khối, các chi đoàn cũng đã tham gia một ngày hội ẩm thực. Ngày hội ẩm thực của tất cả chúng ta đã được hoàn thành và ban giám khảo cũng đã chấm điểm cho tất cả các chi đoàn. Và các chi đoàn đâu hết rồi ạ? Rõ quá, lớn xíu nữa các bạn ơi. Hiện tại trên tay Bến Đường đang cầm kết quả của ngày hôm nay. Các bạn có muốn biết kết quả của hội ẩm thực ngày hôm nay không ạ? Muốn biết thì cho một tràng vỗ tay thật lớn được không nào? Và ngay bây giờ đây, chúng ta không chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức sẽ bắt đầu công bố những giải thưởng của tất cả các chi đoàn đã rất là miệt mài từ trưa, từ sáng, thậm chí là từ ngày hôm qua, hôm kia để chuẩn bị cho ngày hôm nay, coi như là những món quà thân thương để dành tặng cho tất cả quý thầy cô giáo. Và không để các bạn, các lớp phải chờ lâu hơn nữa, một lần nữa, ban tổ chức xin được cảm ơn tất cả các chi đoàn, các lớp đã cùng tham gia ngày hội ngày hôm nay. Liên chi đoàn 7, quản lý văn hóa, trung cấp hội họa K18 và K19. Và xin được chúc mừng liên chi đoàn 2, cao đẳng sư phạm âm nhạc K18. Đây chính là hai chi đoàn xuất sắc giành giải khuyến khích. Và tiếp theo, xin được chúc mừng liên chi đoàn 4, đó là múa K18, 19, K20, cao đẳng thanh nhạc K18 đã xuất sắc giành giải 3. Và bây giờ, giải nhất và giải nhì, chúng ta còn lại hai chi đoàn, đó chính là liên chi đoàn 5, trung cấp organ guitar thanh nhạc K19 và liên chi đoàn 8, trung cấp sư phạm âm nhạc K19, cao đẳng thanh nhạc K20. Không biết liên chi đoàn nào sẽ là người giành giải nhất? Liên chi đoàn 5 đó hả? Không thấy tín hiệu, nghe liên chi đoàn 8 người ta la này. Liên chi đoàn 8 đó hả? Thấy chưa, như vậy xin được cảm ơn có một bạn nè. Và một lần nữa, ban tổ chức xin được công bố hai giải chúc mừng liên chi đoàn 8 và liên chi đoàn 5 chắc chắn sẽ có một liên chi đoàn giành giải nhất. Đã có mời hồi hộp đây. Và thôi, không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin được chúc mừng liên chi đoàn nào. Và giải nhất thuộc về liên chi đoàn 8, trung cấp sư phạm âm nhạc K19, cao đẳng thanh nhạc K20. Và tất cả các bạn đã rất là xuất sắc hoàn thành xong phần thi ẩm thực trong ngày hội hôm nay, và tất cả các đội đã có những thành tích tuyệt vời. Chào mừng tay thật lớn để chúc mừng. Cảm ơn thầy Quốc Khánh rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Lê Văn Hồng sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao tặng giải ba cho liên chi đoàn 4. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng Vita thanh nhạc K19. Xin mời đại diện trở về sân khấu, đại diện Tuyết Mai sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao giải cho liên chi đoàn 5. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cao đẳng thanh nhạc K20. Wow, rất là tuyệt vời. Đây là một thành quả đáng được ghi nhận, sự cố gắng của tất cả các bạn đã tạo ra một ngày hội vô cùng ý nghĩa. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Võ Thanh Minh
sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao tặng những phần thưởng cho Lý Chi Đoàn giành giải cao nhất ngày hôm nay. Và giải nhất ngày hôm nay trị giá dưới 1 tỷ đồng, xin chúc mừng. Đây, cảm ơn tất cả các bạn, xin được cảm ơn thầy Minh rất là nhiều về những giải thưởng và sự cố gắng của tất cả các bạn học sinh sinh viên. Và ngay bây giờ đây, xin mời tất cả quý thầy cô, quý cán bộ nhân viên cũng như tất cả các bạn học sinh sinh viên, chúng ta sẽ cùng tham gia ngày hội ẩm thực cùng với tất cả các chi đoàn, các lớp ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý thầy cô ạ. Và một lần nữa, Thúy Cường cũng xin được thay lời cho tất cả các cựu học sinh, cựu sinh viên cũng như tất cả các sinh viên toàn trường, xin được chúc cho tất cả quý thầy cô giáo, quý cán bộ nhân viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật có một ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Xin chúc mừng.